Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Lab Academy 3.0 Group. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng tiêu đề trong LabDoc. Khi mà sử dụng tiêu đề trong LabDoc ấy, thì chúng ta có thể tự động tạo được một mục có cấu trúc mà người dùng có thể nhấp chuột để di chuyển đến các phần khác nhau trong LabDoc. Thì bạn cũng có thể thu gọn hoặc là mở rộng mục lục và các tiêu đề cụ thể ha. Ok, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người các bước thao tác của nó ha. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái doc. Thì mình sẽ tạo một cái doc mới. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần tạo tiêu đề. Thì để mà chạy nhanh cái tiêu đề, chúng ta sẽ chọn dấu hết chéo và chọn dấu cách. Đây, chúng ta sẽ ra một cái vài phần cơ bản như là cỡ H1 này, cỡ H2 này, cỡ H3 này. Từ đây mình sẽ chọn một cái tiêu đề H2 chẳng hạn. Đây, và đánh dấu. Tiêu đề H2. Cách thứ hai, chúng ta sẽ chọn một cái dấu cộng ở đây và chọn H2, từ H2 đây nhá. Đây. Với cách thứ ba, chúng ta sẽ từ một cái nội dung có sẵn, chúng ta sẽ biến nó thành cái tiêu đề, ví dụ là chẳng hạn tiêu đề 2 này, và kéo sang bên trái này đó, và từ H2 đây chúng ta có thêm một cái thứ tư nữa là đầu tiên chúng ta sẽ viết cái nội dung của nó trước. Sau đó tôi đặt cái này. Đây, kéo vào đây, chọn tiêu đề 2 này. Đó, để chúng ta sẽ đến một cái phần nữa gọi là thu gọn và mở rộng tiêu đề cho bảng mục lục. Thì ví dụ ở đây mình có một cái phần tiêu đề và mình đã set cho nó là đề H2. Thì ở bên trái này sẽ có một cái phần gọi là mục lục của cái tiêu đề đấy. Thì khi mình chọn bất cứ một cái tiêu đề nào thì nó sẽ di chuyển đến cái tiêu đề đấy chẳng hạn. Ok, từ đây mình sẽ tạo thêm một cái H3 nữa để mà cho dấu mô được hơn nào. Từ đây H3 tổ đạo này. Chọn vào chữ H3. Tiêu 3. Thì tiêu đề 3 này nó sẽ trong cái tiêu đề 2 này. Thì ở đây mình có thể thu gọn cái tiêu đề đó giống như ở trên Word hả? Đây, mình sẽ ấn vào cái mũi tên bên dưới này. Chọn thu gọn nó đó, thu gọn đây. Về phần mở rộng thì cũng dễ thôi, mình sẽ chọn cái mũi tên mở rộng ở đây. Thì sẽ có một cái lưu ở đây ha, là khi mà bạn làm mới hoặc là mở rộng đất đấy thì các tiêu đề trong bảng mục lục thì sẽ được thu gọn hoặc là mở rộng dựa trên các tiêu đề trong văn bản chính. Hy vọng video này sẽ giúp được cho bạn. Hãy chia sẻ và để lại bình luận nếu có câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn like và đăng ký để cập nhật các video mới nhất về Lab.